Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng lắng nghe điệu hát văn Hầu Giá Ông Hoàng Bảy, tức điệu hát thờ Ông Bảy Bảo Hà. Điệu hát này sẽ được gửi tới quý vị qua phần trình diễn của anh Dương Thanh An đến từ đoàn Nam Định. Xin kính mời quý vị cùng thưởng thức. Lên đất ni a bảo hà.
Nghệ sĩ diễn viên đã tham gia và làm nên thành công cho đêm chung kết của chúng ta ngày hôm nay.